Đây là phía bên trong chợ mọi người ạ, chợ trung tâm. Ta xin hàng. Đây là hàng thổ cẩm, các mặt hàng. Thì chợ không có học ở ngoài đường mà học ở trong này các bạn nhé, trong chợ, trong chợ trung tâm của xã. Đây là bên trong chợ trung tâm này, có các gian bán quần áo này, các gian hàng này, bán đồ. Theo mình quan sát thì các hàng thổ cẩm các bạn ạ, hàng thổ cẩm rồi những cái mặt hàng mà bà con làm ra đấy ở trong này, nhiều mặt hàng lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây mình ra phía ngoài rồi các bạn, ngoài đường ấy. Thì ở đây là đây bà con có bán dọc cái đường này các bạn này. Dọc cái đường này xuống đấy. Thì theo mình quan sát thì ở đây nó bán rau này, măng này, các loại này. Các loại lương thực rồi những cái loại cây mà bà con đã làm ra các bạn ạ. Măng, rau, các loại. Ở dưới này này còn cái chỗ để xe, đỗ sửa xe, xe máy dưới này này. Ngoài ra còn ô tô đây là có cái chuyến đi từ Điện Biên, Tùa Chùa và đến Tà Xin Thang các bạn nhé. Đấy, tức là có ô tô đi ở tận đây đấy. Nếu không đi xe máy thì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vào ngon lắm mà.
ngon được. Hả? Ngon được. Uống thì ngon nhưng mà nó say nhanh ấy. Say lâu ấy. Ừ, rượu đây đấy. Rượu rượu ngon này, uống này không đau đầu đâu. Uống ngon, uống. Khen chứ, cái này gọi là khen đúng không anh? Dạ, là sao này? Vâng. Anh đã ông thử khen đấy đúng không? Rồi. À, thử. Đang thử à? Đang thử. À, đang thử à? Thử để mua hả? Đang thử để mua. Còn khoảng. Dạ. Vâng. Khoảng nhiều thì là thử nhiều để mua. À, thế gì anh? Vâng. Ý thì không mua. À, nhiều thì mua. Vâng, vâng. Là khen nhỉ, em thấy họ còn vừa thổi vừa múa nhỉ, đúng không? Họ còn nhảy múa đúng không anh? Vâng, cái khen về múa là 2 triệu 2 triệu 2 triệu. Ừ, 2 triệu cái này anh? Đúng rồi, 2 triệu thì nó mười bông nữa, bông già già nó chít từ ra nắng rồi mọi người, chợ cũng nhiều người cũng về rồi, còn lại thì là số ít đấy. Nhẹ mình đã gửi đến bạn về toàn cảnh một chợ phiên rất là lâu đời, rất là độc đáo ở đây. Đó chính là chợ phiên Tả Xìn Thàng. Chợ này nằm ở trung tâm xã Tả Xìn Thàng và gồm có 5 xã tập trung ở đây. Tổ chức một tuần một lần các bạn. Người ta gọi là chợ Tiến, tức là gọi là ngày thứ 3 đấy. Còn 2 chợ nữa thì người ta gọi là chợ Lùi, họp vào ngày thứ 7 của chủ nhật hàng tuần.
thấy dưới đây là mọi người đang lên xe để chuẩn đi về rồi. Khá là nắng rồi. Tầm trưa gần 12 giờ rồi. Mình cũng xin phép kết thúc video đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào các bạn.